Hi, xin chào mọi người. Thì cuối cùng mình cũng có cái cơ hội để mà làm cái video này để mà giới thiệu mọi người những cái property của mình đang cho mướn vào thời điểm này. Thì các bạn cũng biết là mình có một cái property cho mướn long term, còn lại thì short term. Thì hôm nay cái ngôi nhà này có khách ra cách đây 2 ngày trước và mình cũng có cơ hội này để mà quay video giới thiệu cho mọi người về cái ngôi nhà mình đang cho mướn Airbnb này. Thì ngôi nhà này mình đã list trên Airbnb cũng như là verbal cách đây hơn 1 năm rồi mọi người. Mình mua nó vào tháng 6 năm ngoái thì đến bây giờ cũng là 13, 14 tháng rồi. Và suốt thời gian vừa qua thì nó cũng rất là ok, book rất là nhiều, khoảng từ 80 đến 95%. Cho nên là đây cũng là một cơ hội để cho mình là giới thiệu mọi người và chia sẻ cũng như là có thể nói là khoe một chút xíu về ngôi nhà này. Tại vì đây là một trong những ngôi nhà mình cực kỳ yêu thích. Thì đây là cái ngôi nhà mà mình đang cho mướn Airbnb này. Thì từ cái ngôi nhà mình đang ở cho đến nhà này á, thì lái xe khoảng là từ 25 đến 30 phút. Thì kẹt đường sometime nó cũng khoảng là gần 45 phút. Thì ngày hôm qua các bạn biết là ở Florida có một cái cơn bão, cũng không phải là gọi là bão mà gọi là tropical storm, có nghĩa là áp thấp nhiệt đới thôi. Nhưng mà mình cũng muốn là qua để mà check cái nhà của mình, tại vì ngày mai nhà của mình là có khách vô cho nên là mình muốn là check trước để xem là cái nhà có bị vấn đề gì không, hoặc là cho everything nó ready để khách vô nó không có complain đó mọi người. Thì chắc là mọi người cũng biết là mình nói mọi người mình mua ngôi nhà này vào tháng 6 năm 2023. Mình tính là vào cái ngôi nhà mua nó để mà ở chứ không phải là để làm ăn, làm Airbnb hay là short term rental. Mình tính là mình mua nó để mình mua qua bên này, cái vùng Cape Coral này để mà ở. Tại vì đây là một cái ngôi nhà mà mình rất là yêu thích, cho nên là mình tính mua ở, nhưng mà rút cuộc lại thì chưa ở thì mình mua một cái business khác ở vùng Fort Myers, thì khi đó mình quyết định là ở bên đó luôn. Tại vì đi làm từ cái ngôi nhà này đến cái tiệm mà mình đang làm thì bây giờ cũng khoảng là buổi sáng kẹt đường thì phải 40 đến là 50 phút lái xe. Cho nên là mình quyết định là tạm thời cứ ở bên kia. Mà thấy này, ngôi nhà này khoảng gần 2.000 square feet. Tất cả mọi thứ là built-in nha mọi người. Ví dụ như là microwave hoặc là cái oven và cái bộ lọc, bộ hút khói. Đây là một trong những cái nhà mà mình rất là thích cái bếp nha mọi người. Cái bếp và cái phòng khách nó rất là rộng và nó nối liền với nhau, rất là open. Các bạn nhìn lại cái bếp cho mình nha. Đó, nhìn rất là đã đúng không mọi người? Giống như là trong mơ luôn. Nhưng mà cái cỏ thì không có ở được cái ngôi nhà này, cũng hơi tiếc chút xíu. Nhà này gồm có là 3 phòng nha mọi người. Đây là một trong những cái phòng đầu tiên. Nó gồm 2 cái giường nhỏ. Đây là cách người ta set up, những người clean của mình người ta set up một phòng. Đây là phòng tiếp theo. Phòng này cũng là một có một cái giường king nè mọi người. Người ta cũng set up rất là đẹp. Còn đây là mình trang trí, nhưng mà mình cũng không có thời gian cho nên cũng trang trí sơ sài thôi. Không có gì là đặc sắc, không phải là professional nha mọi người. Mình là tay ngang thôi. Còn đây là một trong những cái bathroom. Và cái phòng này, đây là cái phòng master. Phòng này cũng rất là rộng rãi nha mọi người. Cũng là một cái giường king. Sắp xếp rất là đơn giản nha mọi người, trang trí rất là đơn giản.
Thì cái phòng này có một cái cửa đi thẳng ra bên ngoài, ra hồ bơi nha mọi người. Mình phải check cái hồ bơi tại vì ngày hôm qua gió và mưa rất là nhiều. Tại vì có tropical storm mà mọi người, cho nên là gió mưa rất là nhiều. Chắc cũng phải clean lại một chút xíu. May mắn là cái ngôi nhà này khi mà mình mua thì nó có những cái closets này, người ta làm cho mình luôn chứ mình không có cần phải trả tiền. Nếu không là ba phòng cũng tốn rất là nhiều tiền nha mọi người. Đi ra là phòng khách. Nhà này có một cái rất là đẹp này, đó là cái tủ rượu nha mọi người. Cái này là cái tủ rượu built-in thẳng vô trong cái ngôi nhà luôn. Có đèn. Và đây là cái cửa. Mình là một người rất là thích uống rượu. Đặc biệt là sau mỗi bữa tối thì mình muốn là uống 1-2 ly rượu trước khi mình đi ngủ. Cho nên cái này perfect cho mình luôn. Tiếc là mình không có ở đây được. Còn đây là bên ngoài nha mọi người. Các bạn thấy này, nó bay tùm lum. Đây là ở bên ngoài. Người ta cũng build sẵn cái bếp cho mình, có lò barbecue, có tủ lạnh, với lại có một cái sinh ở đây. Mình cũng để một cái tivi ở bên ngoài này. Bây giờ vẫn thấy còn rất là nhiều gió nha mọi người. Cái này nó lật ngược luôn này. Cái này bắt buộc là mình phải clean trước khi khách nó vô ngày mai rồi. Bên ngoài các bạn thấy sao? Thích không? Rất là private nha mọi người. Tại vì mình cũng làm thêm một cái fence, private fence để cho khách nó vô nó thấy là thoải mái với lại là private hơn. Còn đây là có hồ bơi. Trời ơi, mấy cái này bão xong mưa nước gì ghê vậy trời. Cái này chắc sáng mai mình phải đi qua sớm trước khi đi làm, phải co để mà clean, get ready để cho khách nó vô. May mắn là ở cái nhà này ở bên sau không có neighbor nha mọi người. Nó đang dự kiến là xây một cái mall rất là lớn, có thể nói là lớn nhất cái vùng South West Florida của Florida này. Một cái mall có rạp chiếu phim ở bên ngoài, có sân khấu ở bên ngoài, đủ thứ lắm mọi người. Rất là lớn ở sau này, sau cái ngôi nhà của mình luôn, ngay sau lưng luôn. Nhưng mà between cái nhà của mình với lại cái mall đó, nó sẽ là một cái hồ trước nha mọi người. Là một cái hồ rất là lớn between cái vùng dân cư ở với lại là cái mall của nó. Còn bây giờ thì vẫn chưa thấy gì, còn các cái cây thôi, nó mới chặt cây thôi. Bên này thì vẫn chưa có nhà, vẫn còn là một miếng đất trống. Còn bên này thì có nhà của hàng xóm, nhưng mà người ta ở vùng lạnh, người ta chỉ có về đây để mà ở 4-5 tháng mùa đông thôi. Còn mùa hè thì người ta lên trên vùng North để người ta ở, chứ người ta không ở Florida. Tại vì Florida vào mùa hè rất là nóng nha mọi người. Ở đây cũng các bạn cũng thấy là có một cái sao ở bên ngoài này, để người ta tắm hồ bơi xong thì người ta vô đây người ta tắm trước khi mà người ta vô trên nhà. Tại vì cái hồ này là hồ nước mặn nha mọi người, không phải là hồ hồ nước ngọt. Đây là một cái hồ nước mặn. Đây là toàn bộ cái nhà của mình. Nhà mình đang mướn Airbnb. Nhà này cũng mướn rất là ok. Nhưng mà có cái là tại vì mình mua cái nhà này, như mình đã nói với mọi người, đó là mình mua để mình ở, chứ không phải là mình mua để mà mình cho thuê. Cho nên thực sự thì cái tiền trả cho tiền nhà cũng rất là cao. May mắn là người ta cũng book cái nhà này ok, cho nên là mình cũng không có cần phải là dùng cái số tiền của mình để mà trả thêm, mà mình chỉ cần là dùng cái số tiền người ta book qua Airbnb để mà dùng tiền đó để mà trả cho tiền nhà, tiền mortgage, tiền chi phí này nọ. Tại vì cái ngôi nhà này chi phí một tháng có thể nói là 4.000-4.500, khoảng từ 4.000-4.500. Cho nên là có thể nói chi phí rất là cao. Và với chi phí cao thì tất nhiên là chúng ta phải là cho mướn giá cao, cũng như là có cái tiền đi vô nhiều thì khi đó mới đủ chi phí để mà trả. Thì một năm vừa rồi thì mình cũng có thể nói là đủ dư một chút xíu, chứ không phải là bù tiền nhà vô để mà trả cho ngôi nhà này. Tại vì khi mà mình làm ăn mà mọi người, thì mình phải là làm một cách nào đó để mà maximize cái profit, cái lợi nhuận của mình
chứ không có quan trọng là cái nhà đẹp xấu ra sao, mà mình quan trọng nhất là mình kiếm ra tiền từ cái số tiền đầu tư vào của mình, chứ không phải là mình nói là nhà đẹp thì mình mua để mà làm ăn. Đối với mình thì khi mà nói đến cái chuyện làm ăn thì mình quan trọng nhất vẫn là cái lợi nhuận kiếm được. Nếu mà mình mua một cái nhà 700 nhưng mà cái lợi nhuận là không có nhiều bằng cái ngôi nhà 400 thì chắc chắn là mình sẽ mua cái ngôi nhà 400 cho dù là nó có đẹp như thế nào. Và như mình đã nói thì đây thực sự là cái kế hoạch của mình là ở chứ không phải là làm short term rental, nhưng mà cái cuộc sống nó đưa đẩy cho nên là bây giờ vẫn dùng cái ngôi nhà này để mà làm short term rental. Thì mọi người thấy như thế nào? Và trong thời gian vừa rồi thì mình cũng đã nói rất nhiều về cái việc là làm Airbnb, thì trong video này mình cũng muốn là chia sẻ cho mọi người là đây là một trong những cái property mà mình đang cho mướn. Như vậy thôi nha mọi người, bây giờ mình phải ra ngoài để mà dọn cái hồ bơi chút xíu, rồi sáng ngày mai coi dọn thêm chút xíu nữa nha mọi người. Bây giờ cũng tối rồi, bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối rồi mọi người, gần 8 giờ tối ở Florida rồi, cho nên là cũng hơi trễ. Mất công là khoảng nửa tiếng nữa thì nó tối quá thì không có thấy đường để mà dọn bất cứ gì hết. Mỗi lúc mà mình qua cái ngôi nhà là mình cảm giác rất là yên tĩnh, rất là bình an nha mọi người. Không biết tại sao luôn. Nhưng mà tiếc cái là mình không có duyên. Mình nghĩ là mình không có duyên với cái ngôi nhà này lắm. Cho nên là tính là mua ở nhưng không ở được nha mọi người. Như vậy nha, thank you mọi người.